Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A cần dùng một lượng oxy bằng 8 lần lượng oxy có trong A và thu được khí CO2 với nước có tỷ lệ khối lượng bằng 22/9. Qua là xác định công thức đơn giản của A, câu B, xác định công thức phân tử của A, biết rằng khi làm bay hơi 2,9 gam A ở 54,5 độ C và 0,9 ATM thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,2 gam heli đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Bây giờ câu B là của Hoàng bàn đấy, bây giờ cô làm của A trước. Thì đối với cái bài này nè, đề không cho khối lượng hợp chất hữu cơ, đề không cho khối lượng hợp chất hữu cơ. Như vậy chúng ta sẽ tính toán các đại lượng về theo một cái ẩn số. Mà ở đây cái ẩn số mà cô chọn là cô sẽ gọi A là khối lượng của oxy có trong A. Ok chưa? Mà đề nó nói là khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A cần dùng lượng oxy bằng 8 lần lượng oxy có trong A. Vậy suy ra khối lượng O2 cần dùng là 8A. Được chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Bây giờ đề nó nói là thu được CO2 và nước có tỷ lệ khối lượng bằng 22/9. 22/9. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như cô gọi X là số mol cô gọi X là số mol của CO2 đi. Đồng ý nha. Nếu cô gọi X là số mol của CO2, thôi cô đừng gọi nữa cô dùng cái khối lượng này luôn nè. Thì chúng ta có nè, thu được khí CO2 và nước có tỷ lệ khối lượng bằng 22/9. Yeah. Khối lượng CO2. Khối lượng bằng 22/9. Con biết là từ khối lượng cô muốn đổi ra số mol. Đổi ra số mol thì dễ tính các con. Là cô sẽ lấy cái này tương ứng chia cho bờ lớn của nó. Hai hai phần là 0,5. Ở đây cũng 0,5. Tức là số mol CO2 bằng số mol nước. À, số mol CO2 bằng số mol nước nha. Vậy nếu cô gọi X là số mol của CO2 thì suy ra số mol của H2O cũng là X luôn. Nhớ nè, là cô bài toán này nó không cho một cái thông số khối lượng nào nữa cả, cho nên chúng ta phải tìm cách quy tất cả các khối lượng của tất cả các chất trong phương trình về một đại lượng. Các con có thể quy về A hay là quy về X cũng được. Và cô ở đây là cô sẽ quy về A. Bây giờ nè, bảo toàn oxy hai bé nha, bảo toàn nguyên tố oxy nha. Thì oxy trong A là A chia 16 nè. Thấy chưa? Cô còn oxy trong O2 là bằng 8A chia cho 32. Rồi nhớ nhân thêm 2 nữa. Vì sao nhân thêm 2? Là vì trong cái khí oxy là có hai nguyên tử oxy, chúng ta đều quy về nguyên tử mà. Cho nên phải nhân 2 nhớ nha. 8A chia 32 là chia ra số mol nè. Rồi. CO2 nằm trong X là 2X. CO2 nằm trong nước là X. Cô sẽ tính ra được X bằng mấy lần A. X bằng mấy lần A đây? Mình không thích thì mình có thể quy A về X nha. Mình có thể quy A về X hoặc là quy X về A đều được hết. X mấy A? Bằng 3A chia 16.
Ok chưa? Như vậy nè, như vậy là trong A này có nè. Bây giờ xét luôn trong A có nhiều. Hợp chất A có C C là bằng N2. L bằng số mol CO2. C là bằng số mol CO2 Mà tức số là mol bằng CO2 là ít. 3A trên 16. H là bằng 2 lần nước. Như vậy là bằng 6A trên 16. Còn oxy trong A là bằng A Trên chia cho 16. 16. Ok chưa? Vậy khi đó công thức của A, công thức phân tử Nhớ là vì đốt của A. A là Cx nè, HI, OZ nè. Thì của có x Nhớ trên là y A. trên z bằng này. Thì cái chỗ này bắt buộc là phải viết dạng phân số cho các con dễ thấy. Đơn giản nè. Bằng NC chia NH. Rồi ở trên nè, ở trên y là No. 3a. 3a này trên y là Đồng ý chưa? 6a này. Dễ Rồi rút gọn thức của đi. A nó sẽ là dễ thấy. Rút Một gọn. đó. Lần 3, Vậy 6, công 1. thức Tất cả chia hết cho A của 16. A, Vậy công thức đơn giản. công thức của A nó sẽ là C3 này, C3. H6 này, O. C3 Vậy là lần 6O. đó. Bây giờ nó mới có cái câu này. Biết rằng khi làm bay hơi đây, cái câu này là giúp chúng ta xác định được m lớn của A là bao nhiêu. Cái câu này đó, thể tích mà bằng nhau, thể tích bằng nhau Thì có nghĩa số là môn bằng gì? nhau. Số mol bằng nhau. Thể tích bằng nhau thì số mol bằng nhau. Vậy thì số mol của A là 2,9 chia m lớn A. Nhớ nghe, thể tích bằng nhau thì số mol bằng nhau trong cùng điều kiện nghe. Mà các con biết là khí heli là một khí trơ, cho nên cái dạng đơn chất tồn tại của nó là dạng HE. nguyên tử. Và công thức khí heli là He, m lớn là 4. Vậy từ đó cô sẽ có Bằng máy tính. m lớn A là bằng 58. Công thức đơn giản có rồi. Vậy công thức của A cô có rồi, vậy cô có là gì? Cô có là carbon 12, Nhân 3. hydro là 1 nhân 6, cộng oxy là 16 nhân 1, Tất nó cả đã bằng nhân N. 58. Vậy từ đó cô giải ra N bằng N1. Rồi giải ra N bằng 1 rồi. Nhớ nghe, có công thức đơn giản là chúng ta suy ra công thức phân tử bằng cách n lần hoặc k lần gì gì đó. Có m lớn đây rồi. Nhớ là đo cùng điều kiện thể tích bằng nhau, số mol bằng nhau này. Thì đó tính được m lớn A này. Có m lớn A, cái Arab của công thức phân tử tính được n 1 này. N bằng 1 á, thì công thức phân tử của A sẽ là gì đây? Là C3H8O. Đề không nói viết công thức cấu tạo nhưng thử luôn nha. C3H6O chứ. N1 mà. Tính ra đồ bội K bằng 2 nhân 3 cộng 2 trừ 2X cộng 2 trừ y tất cả chia 2 bằng 1. Đồ bội bằng 1 như vậy chứng tỏ nó có một nửa đôi, thì nửa đôi đó nó thể nằm trong nhóm chức hoặc là nửa đôi giữa hai cái carbon. Bây giờ nếu nửa đôi giữa hai carbon. Nửa đôi giữa hai carbon. Thì cái ô còn lại nó phải là rượu hoặc là ete. Mà nếu là rượu á, thì ô nó chỉ gắn vào carbon no thôi. Yeah. Nếu mà OH này nè, mà nó gắn vào carbon không no là nó thành rượu không bền rồi. Rồi như vậy là không còn thức rượu một nữa hết. Vậy quay ete. Ete là sao? Ô chan giữa. Như vậy chúng ta sẽ có ô chan giữa.
Rồi. Nếu ô chuyển sang đây thì cũng giống như đây thôi. Ô chuyển đây bên đây là 2C cũng giống vậy. Vậy thì một cái loại đồng phân tiếp theo là nối đôi nó sẽ nằm trong nhóm nhóm chức, đây là nhóm chức anhít. Vậy thì hai carbon còn lại là không có đi đôi nữa. Không ý chưa? Ở đây có tổng cộng 3C mà cũng biết rồi. Trong đây cái C đi thì nói chung là không thể bẻ thành nhánh được nữa hết. Vậy nhóm chức còn có thể nằm trong nối đôi, còn nằm trong nhóm chức ceton. Còn dư là 2C thì mỗi bên bắt buộc phải gắn vào 1C. Nếu ở đây mà gắn H thì biến thành anhít rồi. Đồng ý chưa nè. Ngoài ra nó có thể có mạch vòng. Nó có thể có mạch vòng 3C. Yeah. OH. Nhưng mà nói chung là những loại chất mình viết vậy thôi, chứ còn nếu viết thì có thể ô chân giữa nữa. Thì loại chất đó lại khác nữa.